định giá sản phẩm tốt. Một người có khả năng định giá sản phẩm tốt sẽ có khả năng đánh giá sản phẩm tốt nhá, test đủ nhiều thì sẽ có khả năng đánh giá sản phẩm tốt. Ok chưa? Bao nhiêu bạn nghĩ rằng cái mô hình này sẽ rất phù hợp với các bạn? Các bạn cho mình phím 1 nhá. Bao nhiêu bạn nghĩ rằng cái mô hình này rất phù hợp với các bạn cho mình phím 1, được chưa? Cho mình phím 1. Đúng rồi, nó giống kiểu cộng tác viên các bạn nhá. Giống như thế. Nhưng mà trên thế giới thì người ta gọi là nó là dropshipping thì nghe là hay hơn nhá. Trên thế giới thì người ta và anh em nó gọi là thế thì mình gọi là thế cho nó hay, được chưa? Cộng tác viên đấy. Gần như là thế. Được chưa? Ok chưa? Rồi, ok, chúng ta sẽ sang một cái mô hình số 2. Mô hình số 2 đó chính là mô hình chuyên biệt hóa các bạn nhá. Sau một thời gian các bạn bán đa dạng hóa rồi, các bạn sẽ nhận thấy một điều là gì ạ? Các bạn sẽ nhận thấy một điều đó là mô hình đa dạng hóa rất dễ bắt chước. Rất dễ bắt chước. Ngày hôm nay ví dụ chị Thúy Vũ mình nhìn thấy chị Thúy Vũ được chưa? Chị Thúy Vũ bán một cái sản phẩm rất là tốt. Và anh Vương Văn Nhì anh nhìn thấy và anh bảo là gì ạ? À, Thúy Vũ này bán tốt quá, bây giờ tôi copy sản phẩm của chị Thúy này tôi về tôi làm. Thì rõ ràng là chị Thúy gọi là gì ạ? Sẽ bị gọi là ảnh hưởng đến doanh số, đúng không ạ? Thì được gọi là mô hình đa dạng hóa là mô hình không bền vững cho lắm. Và đây hoàn toàn các bạn sẽ đi copy được, đúng không ạ? À, tôi đi ạ. À, tôi copy ở đây bài giảng của thầy rất hay nhưng nó rất cao cao vời vì em có những thứ không hiểu được. Ok, không hiểu được không sao, đúng không? Chúng ta lắp từ từ nhá. Từ từ. Ok, anh Quỳnh từ từ nhá. Không chúng ta từ từ, không là chúng ta bị overlap. Cảm ơn anh Quỳnh rất là nhiều. Nhưng mà các bạn hãy cứ nghe đi, nghe một lần không thấm thì nghe hai lần, nghe hai lần không thấm thì nghe ba lần, không sao. Anh Quỳnh nhá. Ok ạ. Rồi, ok, mô hình số 2 là mô hình chuyên biệt hóa. Mô hình này gọi là mô hình bền các bạn nhá. Bởi vì sao ạ? Bởi vì sau khi các bạn test mô hình đa dạng hóa rồi, các bạn sẽ rút ra một cái mô hình, các bạn biết được nhu cầu của sản phẩm đó rồi, các bạn sẽ rút ra ra và các bạn sẽ tập trung vào một cái ngành hàng, tập trung vào một cái tệp đối tượng để các bạn phục vụ nó, đúng không ạ? Sau khi các bạn test trên mô hình đa dạng hóa, các bạn thấy rằng là mô hình này là có sản phẩm bán tốt này, máy sấy là sản lượng rất là cao này, và bây giờ tôi tách ra tôi làm chuyên biệt hóa. Mô hình chuyên biệt hóa sẽ có cái giá trị đầu tiên, đó là nó mang giá trị về thương hiệu cho các bạn nhé. Một người ta sẽ rất khó nhớ đến những ông nào mà cái gì ông cũng bán như mô hình đa dạng hóa. Nhưng nếu như ông tập trung và ông chuyên biệt một cái dòng hàng, một cái ngành hàng thì ông sẽ có giá trị về thương hiệu, ông sẽ định vị về thương hiệu cho các bạn, được chưa? Rồi, và giá trị về mô hình chuyên biệt hóa sẽ có quản lý rất là tinh gọn, rất là đồng bộ và cuối cùng là rào chắn bền vững cho Shopee cho seller. Về đây xem các bạn ở đây các bạn có bạn nào bán hàng trên Tiki chưa? Tiki sẽ có gì ạ? Tiki sẽ có một cái Tiki trading, tức là các bạn bán những sản phẩm đầu đêm á thì Tiki nó sẽ copy sản phẩm của bạn bán được một thời gian và bạn bán tốt, đúng không ạ? Thì Tiki nó sẽ copy sản phẩm của bạn và bán cạnh tranh trực tiếp các bạn luôn. Vậy thì để hạn chế cái đó thì bạn phải tạo ra cái rào cản đây nhá. Nếu như cái sản phẩm của bạn đóng logo của bạn vào đó thì có bảo bố Tiki cũng không dám là copy về làm, đúng không ạ? Bởi vì là các bạn hoặc Tiki đang bán hàng fake, đúng không ạ? Ở đây nó là cái rào cản bền vững cho khách hàng. Và ở đây mô hình này sẽ là mô hình tập trung cả ba cái vòng tròn: lợi thế của bạn, sự yêu thích của bạn, nhu cầu của khách hàng. Đó chính là ba vòng tròn hoàn hảo để các bạn lựa chọn sản phẩm để các bạn bán tốt hơn nhá. Rồi và bao nhiêu bạn thấy rằng hai mô hình này là hai mô hình cực kỳ hữu ích cho các bạn cho mình phím 1, đúng không ạ? Mô hình cực kỳ hữu ích cho các bạn cho mình phím 1 nhá. Cho mình phím 1, được chưa? Rồi, cho mình phím 1, ok chưa? Rồi, và ngày hôm nay có bạn nào mong muốn là mình sẽ tìm cho bạn một vài sản phẩm đặt vào lòng bàn tay cho các bạn có tỷ lệ lời ít nhất 35% cho các bạn, đúng không ạ? Các bạn muốn tìm những sản phẩm như thế không ạ? Rồi, bởi vì nếu như không tìm ra sản phẩm như thế á, các bạn sẽ không tin rằng là gì ạ? Là một sản phẩm bán hàng trên Shopee mà lời 35% á, đúng không ạ? Các bạn phải có niềm tin thì các bạn mới có thể chiến thắng được. Và mình sẽ tìm cho các bạn những sản phẩm như thế nhá, được chưa? Ok chưa? Ngoài phương pháp training đào tạo cho các bạn, ngoài đưa cho các bạn cái cần câu này thì mình đưa luôn cho các bạn còn có con cá ở đây này. Tao đi câu tao có con cá này và tao tin rằng cái hồ này có cá và tao câu lên cho mày nhìn thế này. Này, có cá thế này, cần về mà ăn đi. Thì các bạn mới tin được và các bạn sẽ có niềm tin hơn trong việc đi câu cá, được chưa? Đó chính là cái niềm tin chúng ta, được chưa? Ok, tiếp theo này, lựa chọn sản phẩm thì chúng ta sẽ có những cái cách nào chúng ta lựa chọn sản phẩm nhá. Rồi, mình có một cái câu quote muốn các bạn nhìn vào, đó là
không bao giờ được thử độ sâu của dòng sông bằng cả hai chân các bạn nhé. Đó là cái câu cuối.